Hello Snackers! Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho màn chinh chiến của các user trên game Combo Snack, video này sẽ bao gồm những bước hướng dẫn để bạn có thể tham gia vào trò chơi. Đây là video hướng dẫn tham gia beta test. Bước đầu tiên, bạn vào trang web marketplace.cowboysnack.net để kết nối ví và tạo tài khoản. Sau đó, lấy Cows và Rim ở mục Claim Token. Mỗi tài khoản sẽ được cung cấp 10.000 Cows và 100.000 Rim để tham gia test. Tiếp theo đó, bạn vào mục Event để mua trứng. Sau khi mua trứng thành công, thì trứng của bạn sẽ xuất hiện ở mục My Wallet. Bạn tiếp tục chọn X rồi chọn Uni. Sau đó, bạn cần nạp Rim vào game để có thể bắt đầu chơi. Để thực hiện bước này, bạn vào mục Game Wallet, chọn Token, rồi điền số Rim bạn muốn nạp và chọn Deposit. Cuối cùng, bạn chọn mục Play Game để tải game về máy. Hiện tại, Cowboy Snack chỉ có phiên bản dành cho hệ điều hành Windows và Mac. Sau khi tải game về máy, bạn cần đăng nhập vào game bằng tài khoản đã tạo trên website. Sau đó, bạn vào mục Warehouse và chọn X. Lúc này, bạn sẽ thấy trứng mà bạn vừa nạp vào game sẽ xuất hiện ở đây. Bạn sẽ tiến hành đập trứng để nhận rắn. Đây là một trong những bước thú vị nhất khi chơi game. Cuối cùng, bạn vào mục Snack, chọn Play Now, chọn nón cho rắn và bắt đầu tiến hành chơi game. Trên đây là hướng dẫn về những thao tác cần thiết khi chơi game Combo Snack. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy liên hệ ngay với cộng đồng để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất nha. Bye bye!